Cún ơi, dậy đi con, dậy đi học đi con. Dạ, con không ngủ đâu, con vừa hồi mẹ quay cái sân mà. Mẹ mới mua cho con quyển vở mới với cái bút mới này. Wow. Mẹ mua vở con á? Ừ. Wow, sách đẹp quá mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nha. Nhưng mà vở con trên trường hay con là viết hết đâu? Thế con cứ để dành viết dần nhá. Vâng ạ, thế con đi học đây mẹ ạ. Bye bye mẹ nha. Con chào mẹ, con đi học về ạ. Cún à, đi học về sớm đi con. Ô mẹ rửa rau ạ. Mẹ con để con phụ mẹ nha mẹ nhá. Thôi mẹ đang rửa rồi, mẹ đang tiện tay thì mẹ rửa luôn cũng được. Để con cầm rổ đâu mẹ ơi. Mẹ ơi, hôm nay con được đi học vui lắm mẹ ạ. Nghỉ dịch lâu ấy, hôm nay được đi học với gặp các bạn ấy sướng lắm mẹ ạ. À Cún này. Dạ. Mẹ xin lỗi con nhá, bởi vì năm học vừa rồi mẹ có hứa là mua cho con một chiếc xe đạp, nhưng mà mẹ lại chưa đủ tiền để mua. Lại để con phải đi bộ đi học. Không sao đâu mẹ, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà. Con chỉ cần dậy sớm một chút là được thôi mẹ. Không sao đâu. À mẹ ơi. Gì con? Mai cô giáo bảo lớp con ấy đi giáo ngoại mẹ. Cô giáo bảo mang đồ ăn đi theo ấy, nhưng mà con vẫn chưa biết con mang gì mẹ. Con đi dã ngoại à? Vâng ạ. Thế thì bây giờ để mẹ ra mẹ đào luống khoai xong là mẹ luộc để mai con mang đi học nhá. Vâng ạ. À, mẹ bảo này. Dạ. Bình thường mẹ không có tiền để cho con tiền để mua đồ ăn vặt ấy. Nhưng mà mẹ có biết làm một cái món này rất là ngon luôn. Để mai con mang đi dã ngoại cùng các bạn, đảm bảo là trên lớp các bạn chưa ai được ăn cái món này luôn. Ui, thật đấy mẹ. Thế mẹ cần con làm cái gì không? Bây giờ đi lấy cho mẹ một ít củi về đây nhá. Vâng ạ. Các mẹ con mình cùng làm. Vâng. À con đi lấy cho mẹ cái bẹ chuối về đây nhá. Vâng ạ. Đây này sao này. Mẹ ơi, trong lúc con đi lấy bẹ chuối con thấy quả đu đủ là chỉ cần chín rồi mẹ. Wow. Hay con thái luôn, hay con chín nó mổ mẹ. Tí mẹ quất mình làm xong con mẹ ăn nhá. Ừ. Thế con để quả đu đủ ra kia đi để bây giờ mẹ làm kẹo luôn cho con ăn nhá. Vâng ạ. Bây giờ mẹ cắt cái bẹ chuối này ra. Để con cầm đây mẹ. Này cầm hộ mẹ một đầu nào. Vì lâu lắm rồi mẹ không làm cái món này rồi. Hồi xưa là ông bà hay làm cho mẹ ăn ấy. Chắc mẹ làm ngon lắm đây. Ôi mẹ ơi, như này được chưa hả mẹ? Nhìn hấp dẫn lắm rồi. Mẹ nghĩ là sắp được rồi đấy. Đợi một tí nữa thôi là được rồi. Vâng. Bây giờ để mẹ lấy thử xem nhá. Wow. Wow. Đây, con thấy chưa? Con lấy thử mẹ nhá. Ừ, con lấy đi.
Ôi, cái này chưa được, cái này chưa được. Để thêm một lúc nữa. Đây con lấy cái này nào. Được. Ý mẹ ơi, mày được rồi mẹ ơi. Được không, được không? Wow. Đâu mẹ xem nào. Ui, đẹp đấy mẹ ơi. Con chưa thấy cả mút như này luôn mẹ. Đấy, con ăn thử cái này xem ngon không? Con thử cho mẹ nhá. Ui, mẹ ngọt lắm mẹ. Thế thì để lại mấy cái này rồi mai con mang đi học rồi chia cho các bạn cùng ăn nhá. Vâng ạ. Thế con có mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhá. Ngon không? Ngon ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.